có ai có son không? Xin miếng có ai có son không? Đây chị không có, chị không mang. Khâu mai hay quá vậy. Trời qua được luôn hả? Không, không, tuyệt vời. Má hồng, má hồng. Rồi. Nóng quá à. Rồi còn làm gì nữa ta? Sau khi thay đổi xong giờ mình làm cái gì nữa? Ôi, có tin nhắn tới kìa. Rồi đây. Nhiệm vụ hiểu ý. Các bạn sẽ được thưởng 30 phút thư giãn ở một tiệm gội đầu. Nếu thắng được thử thách sau, một thành viên bốc thăm và vẽ lại trong 30 giây để bốn người còn lại hội ý và đoán. Nếu thắng 4 trên 5 câu sẽ được đi thư giãn. Trời ơi, tôi vẽ đẹp nhất nè, để tôi vẽ cho. Em vẽ nha. Đây nè. Hiểu ý. Ôi, thì ra là chỗ này ư. Thật là cồng kỳ. Để chị vẽ cho. Để chị vẽ trước cho. Đứng lên xa chị đi. Chị lấy dài nhất. Quan trọng là người hiểu ý nè. Có mấy từ? Có mấy từ? Có mấy từ viết ra luôn. Một người. Người một. Chữ thứ nhất. Người. Nhất. Bước đi. Sao tao mình nhanh vậy được? Thì xấu quá, không có đẹp gì hết. Trời ơi, tôi vẽ đẹp nhất nè, để tôi vẽ cho. Thông minh lắm, phải thông minh nè. Rồi, đáng rồi. Đêm như ngày đúng không? Thành đầu là một bước. Đi một bước. Đi một ngày đà không còn sang khô. Đúng rồi đó. Đó là chỉ đi và trời là ngày khô là cái đó. Đúng. Nhưng mà được gợi ý mà không mà nó thông minh lắm. Em biết chú biết vẽ ra. Bắt đầu. Ráng lên. Bà vẽ bà rất nghiêm túc luôn á. Vẽ tới cười luôn rồi. Có gì cười cười. Mình tự vẽ tự cười luôn là hiểu rồi đó. Mệt rồi đó. Có mấy từ nói ra luôn nha. Đầu là hết 10 giây rồi đó. Cái câu đó có 4 từ hả? Cái bà kia có bầu. 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 Bầu bí. Không. Chén cơm. Ờ cái kia là cái gì? Cái trống. Cái trống. Cái cân. Ăn cơm trước kẽn. Ôi vậy luôn. Chính xác luôn. Vẽ là nhìn được chén cơm là thấy vui rồi đó. Ôi quá tuyệt vời rồi. Tự nhiên ăn cơm trước kẽn mà bạn có một bầu trước. Thì làm mới quá. Đúng rồi. Để cho dễ hiểu chứ. Ừ. Giờ và sao cho biết kìa. Bà Mai biết chỗ nào khó rồi đấy. Hơi lách lách một chút rồi đấy. Mẹ Mai à, sao trời chết luôn. Thấy gì mà mới vẽ xong mình gạch chéo. Thấy hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó. Không thầy đố mày làm ơn nè. Vậy tay đâu người ta thông minh thiệt sự bộ. Ủa thấy dễ gì không vậy? Mấy ông thầy gặp cây là gặp hiểu gặp. Rồi hả? Còn cái nữa là được đi rồi đó. Ừ, khỏi cần đến MME luôn. Chắc bà này bà dễ Châu Tấn trong vô ảnh nè. Trắng đen không nghĩa chi tiết nữa. Trời ơi, mấy từ xấu quá sao đáng được. Một câu. Trời mưa hả? Non hăng quăng. Một câu. Cỏ. Đàn én. Trời mưa. Đàn én. À, hải âu. Cái gì mà mưa nhỉ? Chim. Cái gì thì mưa. Ờ, dù mấy thấp mưa mới cao nắng. Ủa chú, không phải. Đúng rồi. Ủa sao hả? Chỉ là đầu thôi. À, dù mấy cao thì thấp. Bùng dù mấy thấp thì mưa. Nhưng mà đúng rồi. Không tính vi phạm luật. Thôi vẫn còn cơ hội rồi, mà. Đi qua đây không sao. Qua đây vẫn thương. Vẫn thương qua đây. Rồi mình hết cảm xúc rồi. Giờ đến trả lời cho đúng nè. Dễ giàu gì con này đúng. Chắc con này khó quá. Vậy hình dung mà vẽ sao mà xá cái nghĩa đen luôn á. Để cho tôi đoán ra coi.
quẹt lại cũng được. Quẹt lại đi, nói chung quẹt đi chứ không quẹt là không bán luôn được luôn á. 10 giây. Căng thẳng quá vậy. Mấy từ? 7 từ. 7 từ hả? Dễ dàng không nội, tôi không đoán được. Anh trời nắng thì phải mặt từ. Trời người dưng qua đường hả? Sao tay nó tung không? Không hiểu ý. Chơi trời nắng. Tóc anh không màu trắng. Người yêu cô đơn ghét của nào chơi trao của nấy. Bây giờ vẽ làm sao? Không, cái đó khó dễ thiệt. Không vẽ được. Học đậu vào nay nông trà. Học đậu vào nay nông trà. Nay nông trà. Vì các bạn không hoàn thành thử thách này nên các bạn sẽ phải nhận một hoạt động. Nhưng mà ekip vẫn tặng cho các bạn 30 phút để đi gội đầu. Và chỉ 30 phút thôi. 30 phút đó. Cô Loan ơi, con xin phép con đi gội đầu, lát con quay về. Dạ. Con đi chơi đi. Dạ. Bây giờ con đi dạo một vòng nha cô. Con chào cô. Con chào cô. Con đi tìm hot boy làng quê Bến Tre cô đây. Chị có thấy bán nước kìa mọi người. Chị có bán nước kìa mua không? Chạy nhanh đi. Có ăn gì nữa không? Có ăn bánh tráng trộn. Em đầy tiền. Hay là bỏ bánh lăng đi. Miếng đá. Bánh lăng là cái vàng đúng không? Đúng rồi. Bánh lăng ok nha mọi người. Ai miếng không? Em à. Rồi dạ, tính tiền. Cô nói gì? Đâu lắm trong cái tủ lạnh con. Nhớ con nhớ cơm. Cái thách nào mà mát chị? Cô. Thế nào mát hết à? Cô mát tên cô. Mấy cái cục trắng trắng là cái gì ta? Chị Phượng đẹp quá ha. Mắt mẻ à. Chào ngoại. Ai làm trước đi, mày đợi cho. Dạ, xin phép hỏi là mấy chị làm gì ạ? Massage body ạ. Dạ, chị tóc ngắn làm gì ạ? Cắt tóc ạ. À, chị đến đây em cạo luôn nhá. Chị ở đây là chị làm gì ạ? Ai ngồi đâu? Dạ. Dạ. Mai đâu rồi? Mai làm gì? Thì con gọi đầu trước cho con. Ngồi đây. À, ngồi đây gọi. Gọi khô xong rồi. Chị ơi, chị em thấy móng tay chị xấu quá. Ui giời, ai là chị xấu thế? Gỡ đồ cho chị nào. Thôi nào. Nào bóp vai lên. Thôi chị bóp vai. Bóp vai nhanh nào. Bye bye. Ủa. Trả tiền lại cho khách hàng hết. Năm em làm vậy có ông gì không? Chị thích mạnh rồi, chị thích mạnh à? Thế mạnh hơn rồi vậy mình vào cho nó đã cái đầu rồi ra sao mình xả nó mát nó êm hơn. Để em thử được không? Chị ở đây có hay đi gội đầu không ạ? Có. Thôi đi ra đi Nam em ơi. Hay quá vậy. Thế Nam em gọi đã lắm nè. Xem tay còn nước mắm nè. Ôi, toàn nước mắm thế này. Chỗ bánh tráng cho cô kia xong. Rồi, xin chị xả đi. Khi người ta vô gọi chi á, thiệt tình luôn á. Kìa, chọn đi nhanh lên. Chọn rồi đấy, màu đen đấy. Để em làm stylist.
rẻ nhất thôi để em sơn cho. Đi đây. Design gì stylist kỳ thế. Yên tâm, chị sẽ có một bàn tay tuyệt vời. Thế đời này phải... chị sẽ nhớ mãi. Úi giời ơi. Nhắm mắt vào. Khách hàng bây giờ phải nhắm mắt tưởng tận hưởng đi. Thôi chị bấm điện thoại nhé, chị làm việc nhá, em sơn cho chị nhá. Okay, chị bận quá em ạ. Không có thời gian dân bóng em phải làm cho chị đi. Đẹp nhá. Dạ. Chị không đẹp là chị sẽ bắt em bồi thường nhá. Yên tâm, em làm nghề bao năm rồi. Ừ giời, chị chị khách tinh. Hàng em phải đặt lịch trước cả tuần mới có. Ừ chị tinh em nhá. Hôm nay là chị may mắn lắm em mới rảnh. Ôi giời, tại chị vui quá em ạ. Em thấy bảo là chị tối nay đi hẹn hò với hot boy đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Sao tối nay là hot boy thích tay chị lắm. Đúng rồi em ạ. Lát em gọi chị từ xã nhá. Ở đây không có dịch vụ xã gì ạ. Chị gọi thôi. Không có xả tóc. Xấy thì xấy nửa đầu nhá. Xấy nửa đầu chị. Hình như là chị có vô tụ lộn tiệm không vậy? Trời ơi, chị cứu em với chị. Dạ. Chị cứu em với. Không biết làm gì nữa hả? Không hiểu hả? Đúng rồi. Đấy. Đẹp quá em ơi, chưa bao giờ chị thấy một bộ móng tay đẹp thế. Chị là hơi vừa mảnh. Ui dồi đẹp quá. Cờ các nước cái gì vậy? Không, chị thấy đẹp, chị thấy đẹp em ơi. Em tuyệt vời. Ui dồi ôi, thế còn gì bằng em ơi. Ôi chị thấy không? Ui dồi ôi, đẹp quá. Người ta thôi mà theo kim tiếm, à nhập kim tiếm. Ui dồi ôi, đẹp thế. Ui dồi ôi. Ăn chơi hẳn hoi nhá. Kiểu này hot lắm thế này, tạo trend đây này. Trời ơi, hot trend đấy đùa em ạ. Đẹp đấy em. Cụ xem móng con đẹp không? Đẹp kinh khủng luôn. Đâu, tôi qua tôi coi. Ăn chơi hẳn hoi luôn ấy. Ăn chơi, chất chơi của chị em ạ. Ồ, kiểu giống như là tạc tượng ấy nhỉ. Ừ. Đẹp kinh khủng luôn. Khó nhìn. Ui giời em làm thế. Ôi trời ơi, hai ngón dính vào nhau rồi nè. Ra chơi. Trời ơi. Chị sắp tẩy não luôn rồi Mai. Dạ. Ngâm lâu quá đó. Kinh khủng. Đẹp đẹp chưa? Chưa giờ ai làm cho chị đứng đây. Nào. Ha. Thôi được rồi. Chị ơi, chị hết đẹp mà. Chị ấn rồi. Cái này nhanh lắm. Nhanh. Được cảm chân á. Ôi ôi, thế chị trả em bao nhiêu cho dừa với cái tấm chân tình của em đấy. Được cái chị cũng thật thà đấy, thôi em tặng chị bộ này. Ồ, em tặng cả em cho chị đó. Ừ. Thế tối nay qua ngủ với chị nhá. Đơn giản. Ừ, thế tối nay qua ngủ với chị nhá em. Em đang tập phải đi ngủ lang này. Ừ, thế tối qua ngủ chị nhá, chị đợi. Dạ. Mọi mình chị cô đơn, trống vắng quá đây. Đẹp hẳn hoi mà. Đẹp kinh khủng khiếp. Ừng hết sức. Ý thức sắc đẹp rất quan trọng. Nhất là sau khi chăm sóc sắc đẹp. Nóng quá. Chị lấy cái gối. Rồi, chương trình có một nhiệm vụ bí mật đến cho các bạn. Cái gì vậy? Nhiệm vụ bất ngờ. Nữa hả? Nhiệm vụ các bạn hãy đoán giá tổng của tất cả các dịch vụ các bạn đã làm hôm nay. Nếu đoán đúng sai số cộng 10.000 đồng. Cộng một kêu 10.000 đồng thì được một cái kim cương sai một hạt đậu. Nãy mình mời được là hạt đậu đó phải không? Ờ, nãy là mọi người gọi đầu đó, mọi người gọi đầu. Gọi đầu này 25.000. Nữa, em có rửa mặt đó nha. Gì? Em có rửa mặt nữa 25.000. 30. Không, 20 mà. Không, 50. Hai đầu, mỗi đầu khoảng 30.000 chứ. Làm gì 25.000 bây giờ nữa, làm gì có giá đấy. Một bộ móng tay sơn khoảng 15.000. Đâu? 20.000 là quá lắm luôn á. Mà là rẻ lắm rồi. 15.000 thôi. 30. Là nguyên bộ móng tay là 30 luôn. Rồi, tổng cộng là 110.000. Rồi, ok, chốt. 110.000. 110.000. Chị ơi. Chị ơi, đáp án là bao nhiêu tiền chị? Đáp án của chị hả? Nghe. Thấy chưa? Thấy chưa? Đã nói rồi. Đã nói rồi. Lên cho cao lên. Cho cao lên làm gì? Hai cái đầu gọi là 50.000.
đúng bốn tay bốn chân 20.000 nữa là 70.000. Hai người rồi, người mấy người cũng chịu, mấy người rồi 30. Trời ơi, tin được không? Không. Rồi đưa hạt đậu đây, tôi dằn mặt đi. Đưa hạt đậu đây, nhanh lên. Năm cô gái sẽ phân công nhau để thực hiện nhiệm vụ. Đội 2 người, đội 3 người trong thời gian quy định là 30 phút. Đầu tiên là nâng cao sức khỏe người già, đi mời 5 người lớn tuổi ra sân để dạy 10 động tác yoga cơ bản. Một nhánh đi mời 10 bé 5 đến 8 tuổi ra sân nhà văn hóa xã để dạy hát, múa một bài hát. Sau buổi dạy mà được các ông bà, các bé đánh giá tốt thì được coi là hoàn thành nhiệm vụ, được 2 viên kim cương. Rồi xong rồi đó, thấy một hoạt động rồi đó. Các bé đánh giá tốt luôn mà. Vậy con nít cũng khó lắm đó nha, đừng có giỡn. Tại vì để làm sao cho con nít nó hiểu mình, với lại mình dạy cho nó được một bài trình diễn dễ nhớ không? Còn nhưng mà để mà mình truyền được cho nó, mình điều khiển nó không phải chuyện dễ đâu. Rồi, vậy thôi, mai qua bên con nít đi. Chị dạy yoga được không? Nhìn giờ coi đâu có người ai vô yoga nữa đâu. Dạy hát, dạy múa gì vậy? Đây nè, nó trộn quá chân nít kìa. Hello, hello, con tên là gì? Trời ơi, nít hơi khó đó. Em bé thôi, cho đổi tim đi. Tập với người già với. Bỏ của chạy lấy người, nít nó không nghe lời, nó không thích. Cho em với. Ủa vậy hả, em đổi tim rồi hả? Đổi tim rồi. Đây nè, mời con này. Ê, con gái phải đổi tim mà, không mua phải không? Phải không? Dạ, cua đi, cua đi. Mời à, cô quá coi tập phim này sao giỏi, không dài mới hết rồi thôi mày đó. 50 phút mà. Thể dục thôi. Đi cô. Phải gì đang coi ngoài học cho lớp mấy đứa mà. Bây giờ con muốn cô. Đi cô giúp tụi con đi. Cô mà không tập con quỳ đây. Chết cho cô coi. Cô tập giùm cô không? Thì cô biết thể tập con biết. Thì bây giờ cô chỉ cho cô biết được. Cô đi lên mà. Thì cô biết là tập yoga là cái thứ vậy đó cô. Cái thứ yoga vậy nè. Chỉ vậy thôi. Dạ xong rồi. Anh ơi, bọn em đang làm một cái chương trình thì được thực tế và đang làm một cái chương trình là ở ngay đây là cho các bạn là trẻ em tầm tuổi các em xuống học một bài hát với cả nhảy múa một lúc. Bây giờ luôn ạ. Đi mà. Con còn biết hát không? Ngại rồi. Ngại rồi. Cảm ơn. Cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. Khó lắm, đùa đâu nha. Năn nỉ người già là khó nhất luôn á. Ồ, mấy cô ơi, mấy cô ơi, mấy cô làm mới tập thể dục về không cô? Đúng rồi. Bây giờ mình đi tập tiếp đi. Còn thôi, giờ tối sao đi tập được, nó về chưa cơm nước chồng con, nó về nó quánh chết luôn á. Không, 30 phút thôi cô ơi. 20 phút. Được rồi, bây giờ 20 phút, trả giá 20 phút thôi. Giờ 5 giờ rồi. Là trễ giờ cơm luôn. Bây giờ nè, cô có tập nè. Con phải về nè. Cô bị đòn làm sao, cặp đánh làm sao. Lát con dắt cô về, cô năn nỉ giùm cho. Để không? Thiệt. Thôi. Trời ơi, đảm bảo nhìn mặt con là mọi người biết liền. Thiệt luôn á. Rồi. Đi ra, đi. Thôi đó, nói thiệt cho không được con ơi, không được. Sao vậy? Vậy sao biết đó. Trời ơi, nó nói rồi, con về cũng năn nỉ. Mình đi, mình tập yoga, xong mình lên TV, mình có kỷ niệm đẹp. Yoga sao? Yoga cô mới sợ cứng thân mình cô cứng. Không, không cứng, quá đâu. Nhắc mẹ. Rồi, chỉ vậy, vậy xong rồi. Mình đi liền đi cô. Đi rồi, thôi mình cùng về sớm vậy. Thế em tôi nghĩ có đi. Được lên TV, mọi người. Được lên TV là vui rồi. Ok. Mình làm thiệt không à cô ơi? Mua bánh đã thì mới dụng được. Cô gì nào, mua cái này đi. Cái nào ngon hả cô? Cái nào ngon ạ? Bánh nào cũng ngon á. Nước thế này, lấy cái này này. Em mua cái nào mà chia được á? Ừ, cái này chia thế nào, mỗi đứa một cái. Cái này bao nhiêu ạ? Dạ. Nhiều trường mẫu giáo rồi. Chào cô ạ, chào chị. Nào, xin tự giới thiệu. Cô là Châu Bùi. Châu Bùi, hôm nay thì cô đến đây để gặp các con và rủ các con đi chơi một trò này với cô. Hay lắm, đó chính là tập múa và nhảy cộng hát luôn. Bạn nào thích hát, giơ tay.
1 2 3 4 5 6 7. Bạn thích múa ra tay. Múa, múa. 1 2 3 4 5 6 7. Thì có nghĩa là 7 bạn thích múa, 7 bạn thích hát và 7 bạn thích nhảy. Ok, thế là mình sẽ vừa nhảy vừa hát vừa múa luôn. Ok không? Yeah, ok. Ăn để lấy sức nào. Từ từ, ba bạn đầu tiên đã. Nào lấy sức nào. Nào ăn đi, ăn hết đi mới được nhảy được. Bây giờ mình ngồi đi, mình vô ghế đá ngồi đi thôi cô. Để đông đông mình tập cho nó vui. Tập này phải có đông người vui hơn. Tập mình cũng vui nhưng mà không vui bằng. Cà tí tiêu, lúc ba ba, người đi đầu, chú lai đầu, nhà đi đầu. Cùng vô động tác đầu tiên và sau đó mình sẽ đặt một chân vuông góc. Dạ, cái phần chân này mình sẽ đặt ngang ra một xíu, càng ép vô cái gót của mình sẽ đặt. Đúng nha. Rồi cô sẽ thấy cái gót của con sẽ đặt lên. Dạ rồi, hít thở vuông góc đó. Đúng rồi đó. Nghĩa là mình phải tỉnh á, mình phải tỉnh á, mình phải đặt trọng tâm vào chân này và sau đó mình giơ tay lên. Giơ tay lên. Thở thật nhẹ, thật nhẹ nhàng. Hít vô. Thở ra. Rồi sau đó mình hạ xuống. Hạ từ từ xuống. Đúng rồi. Sau một ngày giống như là cái cơ thể của mình, hai cái chân mình nó trụ
thì cái cơ háng của mình nó cũng là cái nơi mà nó giữ cái trọng lượng của cơ thể mình nhiều nhất trong một ngày. Thì bây giờ chúng ta sẽ giống như là thư giãn nó, cách rung động nguyên. Con xin phép cô, tụi con tiếp tục thử thách tiếp theo. Rồi, rồi tụi con đi về vui vẻ. Cảm ơn cô. Một ngày rất vui. Thời gian chung tay cùng góp sức. Làm cho bọn con ăn rất là thỉnh soạn, rất là vui vẻ. Cô có điều con mời hai khúc gỗ nè. Con xin về nè. Cái plan nha, con mời có cái khúc nào con ơi. Dạ. Dùm hết rồi. Cái nào đây sẽ là hai cái khúc mà nó sẽ cho con nhiều cảm hứng hơn đấy. Dạ nè. Dạ em cảm ơn cô. Dạ con xin phép cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Dạ cô. Sống vui sống khỏe nha cô. Dạ hạnh phúc nha. Bye cô. Cảm ơn. Bye cô. Cảm ơn cô. Ôi trời.